Xin chào buổi sáng mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh. Chào buổi sáng mọi người đi. Chào buổi sáng bà cô chú đi. Mới sáng sớm tôi nó chui vô trong cái lều. Cái lều này, cái lều đồ chơi á mọi người. Xong rồi cái á hả, đem đi ra ngoài mùa hè, đem đi ra ngoài cho tụi nó chơi. Bây giờ nhà mình sẽ chuẩn bị đi xuống nhà ông bà nội. Sida nó qua nó chơi, nhưng mà rất là tiếc là cả nhà hôm nay sẽ đi rồi. Nhỏ sao con? Con khát nước. Ừ, ba ba làm rồi mà. Trước khi đi là ba ba làm rồi, ba ba đổ nước. Con khát nước. Ấy Alice, hay hay mà cô chú đi Alice. Hay hay. Trời ơi, cái lỗ mũi thè lè. Cái thời tiết kỳ quá mọi người ơi. Sáng sớm thì là trời âm độ, buổi trưa thì trời nóng như vậy nè. Bởi vậy nó cứ bị chảy mũi hoài à. Ông bà nội ra ngoài đây ngồi đợi. Alice nó khó chịu nè ông bà cô chú ơi. Nó mới ngủ dậy, nó còn say ke. Tini. Hey Tini. Hey. Coi chừng nha, phải siết tiệt. Tini, yeah, Tini đẹp quá. Hôn đứa sát thôi đó. She's so fluffy with it. Ôi ơi, bước vô nhà bà nội á, cái mùi á, thơm á là thơm luôn mọi người. Không biết bà nội làm bánh hay gì nè. À đây bà nội làm bánh pepper cò cả. Là cái bánh bông lan nhưng mà có cái mùi pepper cò cả, cái mùi bánh Noel á. Thơm lắm luôn, này làm để chắc lát ra uống cà phê nè. Hôm nay á là mình nói với anh Mít á là mình đi đến thăm thì mình muốn nấu đồ ăn, đãi ông bà nội muốn nấu cái gì đây. Thì anh Mít bữa anh được mình làm cái món lẩu dê đó, anh ăn anh thích lắm. Nói chung là thành công đó, cho nên ảnh nói là thôi bây giờ nấu cái món lẩu dê đãi ông bà nội đi. Tại do ông bà nội cũng chưa có ăn bao giờ, mà ông bà nội cũng thích ăn lẩu nữa. Cho nên tụi mình gọi điện nói là ngày hôm nay tụi mình đến thăm rồi bà nội sẽ được nghỉ phép. Mời mọi người ra bàn ăn cơm cùng gia đình mình nha. Ông nội kìa, đói quá trời luôn. Thấy cái nồi lẩu á, bốc lên nó thơm. Rồi Sophia nữa nói trời ơi đói quá không chờ được. Mà hên là mình giống như là mình đã nấu sẵn ở nhà rồi. Mình hầm cho cái thịt nó mềm rồi. Thì đi đến nhà ông bà nội là chỉ việc rửa rau rồi nấu cho nó nóng lại là ăn. Ngày hôm qua đó, khi mà mình gọi điện cho bà nội, mình nói là ngày mai là tụi con sẽ nấu đồ Việt Nam, con đãi cả nhà ăn. Cái mọi người hỏi nấu món gì, xong cái mình mới nói là nấu lẩu. Cái ông nội nói ô lẩu ngon lắm, ông nội rất là thích, bà nội cũng thích nữa, rồi chú cũng thích ăn lẩu nữa. Cứ nghĩ là sẽ nấu lẩu thập cẩm hoặc là lẩu Thái, thì mình nói là không, hôm nay con sẽ nấu cái món lẩu dê. Cái ông nội mới nói hả, dê cũng ăn được nữa hả. Thì mọi người biết đó là người Thụy Điển bên đây nè, người ta hầu như là không có ăn dê bao giờ luôn á. Người ta chỉ toàn là ăn thịt cừu hoặc là thịt bò, thịt heo, thịt gà, chứ bây giờ ăn dê. Cái ông nội nói Spain là đó, tiếng Thụy Điển có nghĩa là ô thú vị quá. Rồi ông nội chọc, ông nội nói là ô tối nay ông nội sẽ nhịn ăn ăn tối, hoặc là sáng mai sẽ không ăn sáng đâu, để dành bụng đợi cho đến mình đến để mình đãi, mình nấu cái lẩu dê rồi để ông nội ăn. Thì mọi người coi nè, ông nội ăn rất là ngon. Quên nữa là mình cảm ơn một cái cô hôm bữa, cô chỉ mình đó là làm cái nước chấm chao á, là cháy tỏi, cháy xả lên rồi xong cho chao vô, rồi có cái sốt đậu phộng nữa thì rất là ngon. Thì ông nội ăn, ông nội chấm vô nè. Mới đầu ông nội hỏi cái này nước sốt này là sốt gì, thì mình nói là cái sốt thôi, ăn thử coi như thế nào đó. Cái ông nội hửi vô, ông nội nói ô cái mùi cũng thơm nha. Xong chấm vô bảo là ôi ngon quá. Rồi bây giờ ăn là chấm liên tục luôn. Tội nghiệp chú của tụi nhỏ dễ sợ luôn á. Mới lấy cái dĩa đồ ăn ra nè, ngồi ăn mới được có mấy nĩa là bây giờ có khách đến rồi, giờ phải đi ra tiếp khách. Thì như mấy cái clip trước mình chia sẻ đó, là nhà của anh Mít có cái Khăm Biền á, là cái nơi cắm trại á mọi người. Thì bây giờ cái tháng này là đã bắt đầu vô mùa cắm trại rồi.
rất là bận rộn, tại vì khách người ta đến không có giờ giấc cố định á, người ta đến khi nào thì mình phải đi ra mình đón rồi mình chỉ người ta cái chỗ nào để người ta đặt cái nhà xe của người ta xuống á. Thì sáng giờ ông bà nội cũng chạy đi chạy tới chạy lui rồi, rất là bận rộn rồi. Khi mà mình nấu đồ ăn á mà được mọi người hưởng nhiệt tình á, trời ơi vui lắm luôn á. Sẵn ở đây kể cho mọi người nghe cái chuyện vui này nè. Ở cái lúc mà mình mới dọn về mình ở chung với anh Mít á, cái xong rồi cái mình hỏi là cả nhà muốn ăn gì, thì mọi người muốn ăn thịt viên với lại khoai tây nghiền. Người Thụy Điển cũng thích ăn khoai tây nghiền lắm. Xong cái mình nói để mình nấu cho. Ông nội thì sợ cái tay nghề với lại nghĩ là trời nhỏ này chắc châu Á nào này kia, không biết có nấu được đồ tay hay không, không dám giao cho mình nấu. Cứ kêu thôi bà nội, bà nội nấu đi con, ngồi con chơi đi. Tại vì ông nội là quen ăn đồ ăn của bà nội nấu rồi. Cái mình nói để cho con thử đi, con thử coi coi con nấu coi có hợp khẩu vị cả nhà hay không. Tại vì khi xuống chơi con cũng muốn phụ giúp một cái gì đó chứ con cũng muốn ngồi chơi không. Cái ông nội ngồi đó mà dặn mình, con làm vậy, làm kia, làm nọ. Xong mình nói là con biết rồi, để đó đi con làm cho. Cái tới lúc mình làm xong ra đồ trang trí, món ăn, đồ lên, cái ông nội nói ôi nhìn cũng được đó nha, mà để coi coi thưởng thức coi có ăn được hay không. Xong rồi cả nhà ngồi vô ăn thì ai cũng thích hết trơn á, tại vì mình nêm theo cái cách của Việt Nam á, rất là đậm đà rồi ngon. Thụy Điển thì chỉ có muối với tiêu thôi. Hết luôn rồi nè mọi người ơi. Ăn sạch luôn. Mất cái đem rớt phải không? Dạ. Mất cái đem rớt, không bị rớt. Bây giờ là anh Lót sẽ đi dọn dẹp. Đức tí Lót, Lót cái xe là ăn no xong rồi bây giờ đi tập thể dục một chút xíu nè mọi người ơi. Đi ra giúp bà nội trồng mấy cái củ hoa xuống dưới đất á. Mấy cái củ này nè bà nội mua trong cái chậu á, trồng á, xong rồi cái bông nó tàn rồi bây giờ nó còn cái củ, thì bây giờ mình đem mình trồng ra ngoài đường á, trồng thì năm sau nó sẽ lên lại. Mà bà nội kiểu cái hông bà nội á bị trật á, cho nên bà không có ngồi xuống đây được để bà đào được, cho nên mình nói thôi để mình giúp cho. Vad ska ni barnen? Köpa glass. Oj, vad gott. Sofia? Hej. Vi fick klubbor och glass. Fick ni? Ja. Eller har ni köpt? Vi fick klubborna. Aha. Och vi köpte glassen. Rồi Julia nó nói là nó mua cái kem mà nó được tặng cục kẹo. Alice này kìa. Hey Alice. Fick du också klubba? Oh good. Öppna. Ja, kan öppna det sen då. Vi får öppna den hemma. Ja. Gå hemma. Alltså, inte det. Bây giờ thì đi giúp bà nội đi qua bên cái chỗ khác để trồng mấy cái củ hoa tiếp nữa. Mà nội cứ rải mấy cái củ đó xung quanh khắp cái vườn nhà luôn, tại vì cái vườn nhà nó rộng dữ lắm. Mình với lại cả nhà rất là sợ bà nội tự đi làm, tại vì từ cái lúc mà bà nội bị té đó, xong rồi cái gọi là sao ta, cái dây chằng hay là cái phần mà giữ cố định cái eo của bà nội á bị giãn rồi, người ta phải bắt ốc vít vô trong đó, cho nên khi mà bà
cúi xuống mà kiểu cúi sai tư thế hoặc là cúi một cách bất ngờ đó, thì nó sẽ bị lội, bị trật cái hông qua một bên, thì lúc đó rất là đau và đau lắm luôn, thì phải gọi tới ambulance tới để đem bà nội đi để chụp thuốc mê. Lúc đó người ta mới dặn, mới bẻ lại cái hông, cho nên thôi mấy cái vụ này giúp bà. Cái giường bông ở nhà bà nội á, nhìn giống như là một cái bãi hoa dại vậy đó. Nhưng mà mấy cái cây này nè, ở trong chợ bán rất là mắc luôn á mọi người. Mỗi một cái cây nhỏ nhỏ như vậy nè, gần cả trăm đồng, 200-300 ngàn một cây á. Mà bà nội kiểu trồng mà cứ trồng đại á, cho nên nhìn nó kỳ quá. Ở đây nó có cái cây này nè, nó kêu là finger boy. Bà nội có 3 cây ở trong đó nè, cái một cây nó nằm ở đây nữa, thì nó ra cái bông rất là đẹp luôn. Nhưng mà bà nội không có muốn có cái đó nữa, cho nên bà nội cho mình để mình đào lên về nhà mình trồng ở trong cái vườn nhà mình á. Đây nè mọi người, đào lên được 3 cây. Mỗi cây như vậy á, trong chợ nó bán là 90 đồng á. 3 cây cũng được 20-mấy chục đồng nè. Tiết kiệm được khối tiền. Bà nội gói cho thêm một cái chậu hành nữa nè mọi người. Tại vì mình nói cái hành ở nhà mình trồng sao nhìn nó eo ụt quá. Mà cái hành đó của nhà bà nội không có phải chăm sóc cái gì hết trơn, mà cộng này con mấy nó mập ú nu à. Cho nên bà nội nói thôi lấy cái giống này đem về trồng đi. Thì hốt được một chậu xách đem về. Rồi bà còn kêu nữa đây nè, mấy cái bông này nhiều quá, hái bớt đi đem về bỏ vô trong cái bình á mà chưng. Tại vì để á thì nó cũng bị héo hết trơn à. Nè, đó mọi người thấy không, hoa rất là đẹp. Bây giờ đi ra đây cũng hái luôn. Thôi hái nhiều uổng quá mọi người ơi. Hái bao nhiêu đây nè, đủ một chậu bông. Đem về cắm ở bếp á, vừa ăn cơm vừa ngắm hoa. Ui, nè mọi người coi nè, cái mũ của nó nè. Ông bà cô chú coi clip nè, ông bà cô chú ơi, nó khó chịu. Nó thấy hả, ai bà nội nè với mẹ nè lo làm 3 cái cây, không có để ý tới nó, cái nó bỏ đi ra cái tuốt ngoài nè, nó ngồi nó ngắm, không biết nó ngắm cái gì nữa, ngồi nó ngắm mặt trời, nó phơi nắng với nó ngắm cối xay gió. Ra phơi nắng hả con? Trắng quá phơi cho đen bớt hay gì? Trời ơi, bà diễn sâu thấy sợ luôn á. Kìa chị Hai kêu kìa, con mèo nhỏ kìa. Chị Hai kêu con mèo nhỏ của chị Hai kìa. Nắng quá trời nắng luôn mọi người ơi, nhưng mà gió thổi á thì hơi lạnh một chút xíu. Anh Mít ảnh đi chẻ củi. Thì bây giờ mình đi ra ngoài đây mình để mình coi có gì mình phụ anh Mít một chút xíu. Ba làm gì? Gia đình. Gia đình. Nói tiếng thì điểm không mà tôi. Ba gia làm gì? Gia đình. Rồi ông nội cũng ở đây luôn nè. Ở lít giúp ông nội đi, giúp ông nội với ba đi. Cái củi đã chẻ nhỏ ra rồi. Rồi xong bây giờ là hai cha con ngồi xếp cái củi vô, phơi cho nó khô thiệt là khô để dành cho cái mùa tới mùa đông á sử dụng. Này, phát tế xin tệ, để số vào để biết nào. Nuôi để vào mắt, mong ngã xong lo rồi anh ta sẽ. Mong ngã xong để. Đó, để vào nó tan phát tí cái đó để. Hôm nó ở xe mà, không lo đã xe.
Ồ, Alice giỏi chưa ông bà cô chú ơi? Rất bấm phá phá, kêu ba, kêu phá phá đi. Alice cũng giúp nữa kìa. Phá phá thích tả đưa hỏi an assistant bao cộng đây. Thật sự mấy kìa. Rất cái mía. Mía. Mía rồi. Rất cái mía. Đó, lấy đi, con lụm lên con đưa cho ông nội đi. Đó. Nè. Nè, Alice nè. Rồi, đem đưa cho ba đi, đưa cho ba, đưa cho ông nội đi. Đó, có vợ giúp rồi đó. Rồi, để ra mẹ nè, Alice nè. Đó, ông bà cô chú coi nè, anh mít giờ anh phải chở đi vô đây để kêu mình á. Bật lên khoe ông bà cô chú đi. Đó, đã làm xong rồi nè. Mít giỏi xong. Đó, mít giỏi không ông bà cô chú ơi. Mít giỏi thì cho mít xin một like nha ông bà cô chú. Ok, bye bye ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại 7:30 tối ngày mai. Bye bye, hẹn gặp lại.